Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa của ngày 4 tháng 12 năm 2022 thì em sẽ lên chia sẻ đến các bác những cái mặt hàng như là đa châu Thái Hoa Tết này, châu rừng bóc trụ này, địa lan hoàng kim bảo này, đen rô chớp này, hồ điệp này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Đây là toàn bộ những cái mặt hàng mà hôm nay em sẽ lên chia sẻ đến các bác nhé. Còn sau đây thì em sẽ đi lên chi tiết từng mặt hàng một ạ. Mít đồng xu lá xếp rụt rịt đấy nhá các bác nhá. Hàng rất là đẹp luôn này. Hàng này nó là hàng cây giống hay còn gọi là châu kiến đấy ạ. 1 kg đai châu như thế này có giá là 380.000, em bao ship đến tận tay cả nhà nhé. Và cái size cây thì 1 cân nó sẽ dao động từ 7 đến 9 cây. Nụ này, hiện tại bây giờ là có cây đang có nụ, có cây thì chưa nhá. Như những cái hàng kiến như này thì rất là phù hợp để cho mọi người ghép vào lũa, ghép vào một cái trụ ấy ạ. Nhìn đẹp lắm. Mặt hoa của nó thì nó chỉ có duy nhất một cái màu hoa này thôi. Hoa rất là thơm, bền hoa. Một cái vòi hoa như này thì nó bao gồm rất là nhiều những cái bông hoa nhỏ nó ghép lại nhá. Các bác nhìn này, nhìn cái dòng này này, nhìn nó giống giống cái nhạn VIP 4N không ạ? Lá dày nhá, tròn xoe luôn, rất là đẹp luôn ạ. 380 là em bao ship đến tận tay các bác luôn này. Cái này thì em chỉ lưu ý với các bác là đối với cái hàng móc này này thì là 100% cái lá chân của nó là nó không được đẹp đâu nhá. Về nhà rồi mọi người thuần rồi mọi người chăm sóc thì bắt đầu là lá nó mới mướt mát lên được. Chứ còn hiện tại bây giờ là lá chân không đẹp. Còn những cái lá phần trên thì là em bảo hành cho mọi người là lá đẹp nhá. Nay em về được cái lô đa châu Thái mít xếp. Hàng bao đẹp bao lỗi lá này. Lỗi 1 đổi 1 nhá. Cái lô đa châu này thì nó là cái gam màu sáng, bao gồm có trắng sứ này, vàng cam, vàng chanh và hồng cánh sen. Hàng hiện tại bây giờ là 100% cây nào cũng đang có nụ hết rồi ạ. Bao ra hoa chuẩn Tết cho các bác nhá. Giá cho một cây như thế này là 370.000. Các bác lấy 2 cây trở lên thì em bao ship nhá. Còn lấy 1 cây thì phí ship là 30.000 giúp em ạ. Hồng cánh sen này, trắng này, cam này, cam này. Cái lô này màu vàng nhá các bác nhá. Cái lô này chỉ có 4 màu tất cả thôi nhá. Màu thứ nhất này là màu vàng chanh này. Màu thứ hai là hồng cánh sen này. Màu thứ ba là màu trắng này. Màu thứ tư nhá là màu cam nhá. 4 màu nhá. Đây còn cây đây. Trung bình một cây thì nó cứ dao động từ 6 cặp lá đổ lên. Đẹp cực kỳ luôn, hàng lá mít xếp nhá. Đây này các bác nhìn cho em này, cái nụ này nó mới chỉ ra bằng khoảng hạt đỗ thôi. Cái hàng này nó là cái hàng thuần rồi, về bây giờ các bác chỉ hoặc móc treo lên chơi thôi. Các bác lấy móc thì khi đặt hàng các bác báo em sẽ cho móc vào cho mọi người nhá. Giá là 370.000 một cây nhá. Các bác lấy 1 cây phí ship là 30.000. Từ 2 cây trở lên em mới bao ship nhá. Mọi người nghe kỹ video giúp em ạ. Còn hàng này thì em bao đẹp, bao lỗi lá, bao có nụ cho các bác. Hôm nay em về bổ sung thêm cho các bác cái dòng địa lan hoàng kim bảo để phục vụ cả nhà chơi Tết cổ truyền nhá. Hàng thì hiện tại bây giờ là 100% nó đã có nụ hết rồi. Giá cho một chậu địa lan này là 260.000 một chậu, phí ship là 30.000. Các bác lấy từ 2 chậu trở lên thì em sẽ bao ship cho mọi người nhá. Địa lan hoàng kim bảo nó chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi ạ, mặt bông của nó đây cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn. Mà cái dòng này em hay gọi nó là cái dòng lan đổi màu. Vì khi mà hoa nó tươi đẹp thì nó sẽ là màu xanh cốm này. Khi mà nó sắp tàn ấy ạ, thì nó sẽ chuyển sang cái màu vàng như thế này nhá. Đẹp cực kỳ luôn mọi người. Đây, cái dòng này thì cực kỳ là dễ chơi, dễ chăm. Giá thể trồng thì mọi người trồng bằng vỏ thông vụn hoặc là vỏ lạc khô nhá. Đây này. Nụ nó sẽ ra ở những cái nách cây như này nhá. À đây mọi người này, em lưu ý các bác này. Cái chỗ này nó làm dạng như kiểu là nó là cái lớp vỏ khô ấy ạ. Khi mà nụ nó ra rồi thì cái này nó sẽ bắt đầu nó chuyển sang cái màu nâu nâu này và nó sẽ rụng nhá, chứ không phải là bị thối đâu nhá. Thân lá đẹp này. Đây. Cái chậu này này mà để ra dưới ánh nắng ấy
thì nhìn cái đầu lá của nó hơi biên biên đấy ạ. Đây, nụ đây này, nụ đang lên này các bạn này. Vạch ra nhá, nụ nhá mọi người nhá. Nụ nó sẽ lên ở hai bên nách lá nhá. Cây rất là đẹp luôn. Trung bình một chậu này thì em xem được bao nhiêu thân nhá? Đôi, 4, 5. Cứ từ 5 thân đổ lên nhá. 5 tép đổ lên. Hàng chuẩn đẹp luôn nhá. Cái dòng này, dòng địa lan này thì nó cực kỳ bền các bác nhá. Các bác chơi địa lan, hoa của nó rất sẽ kéo dài. Tầm 2-3 tháng là bình thường nhá. Trà tứ quý, hoa đỏ cánh kép. Cái dòng này thì nó ra hoa quanh năm đấy ạ. Đây, đây là mặt bông thực tế của nó luôn nhá. Bông đẹp vô cùng luôn ạ. Và hàng này của nhà em hiện tại bây giờ nó đang chi chít nụ luôn. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một cái cây trà tứ quý như này với giá là 450.000 nhá. Đây cả nhà ơi, nụ này, nhiều nụ cực kỳ luôn ạ. Cái này thì các bác chơi test thoải mái luôn. Mà đặc biệt là cái dòng này thì nó ra hoa canh năm nhá. Đây này, hoa đây này, đang bắt đầu hé hé ra rồi. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn nhá. 450.000 một cây cả nhà nhá. Đây em sẽ cho mọi người xem lại cái mặt bông của nó. Đẹp chưa các bác? Yêu cực kỳ luôn ạ. Mà cái dòng này thì hoa của nó rất là bền, lâu tàn nhá. Mãn thiên hồng hoa nở chuẩn Tết các bác nhá. Mãn thiên hồng của nhà em nó là cái cốc hai ngồng hoa. Đây, dòng này nó là cái dòng hoa phân nhánh. Hoa cực kỳ bền luôn. Các bác chơi hoa tầm 4-5 tháng cho em. Và mãn thiên hồng này nó chỉ có duy nhất một màu hoa. Nó là cái màu hồng tím nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Dòng hoa phân nhánh này. Đây các bác nhìn cho em này, những cái tay hoa này nó đang bắt đầu nó phân ra rồi nhá. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 5 cốc mãn thiên hồng như thế này với giá là 380.000 em bao ship nhá. 5 cốc mọi người nhá. 5 cốc mà có 380.000 tính ra là có hơn 70.000 một cốc thôi. Rẻ hơn giá thị trường 10.000 một cốc đấy. Mà em lại còn bao ship nữa nhá. Đó. Một cốc này của nó được hai vòi hoa nhá. Và cái dòng mãn thiên hồng này nó là cốc 2.8 nhá. Size 2.8 nó không có size to hơn nữa đâu ạ. Chỉ có duy nhất một size này thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Đây như cái này này thì cái ngồng này nó còn hơi ngắn một xíu nhá, hơi ngắn nhá. Hai ngồng đấy ạ, cốc nào cũng là hai ngồng, 100% là hai ngồng hết nhá, không có cốc nào một ngồng đâu các bác nhá. Đây. Những cái nụ như thế này này là nó sẽ nở chuẩn tép 100% luôn các bác nhá. Hồ điệp đại hoa phân nhánh của nhà em hôm nay em về được cái cốc này, nó là loại 3 ngồng hoa các bác nhá. Hàng siêu đẹp luôn ạ. Đây mọi người nhìn cho em này. Một cốc sẽ được 3 ngồng. Ngồng ngắn, ngồng dài xen kẽ. Hàng đẹp từ lá cho đến hoa này. Dòng hoa phân nhánh nhá. Mấy nữa nó sẽ ra rất là nhiều tai hoa luôn. Đó. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 4 cốc hồ điệp như thế này với giá là 380.000. Em bao ship cho cả nhà nhá. Và hồ điệp hôm nay thì em có tất cả là 5 màu hoa. Màu thứ nhất này là màu xanh blue này. Màu này nhìn nó rất là thời thượng luôn, lạ. Màu thứ hai là màu đỏ nhá. Màu này là màu đỏ ớt. Màu thứ ba là màu trắng ngọc trai. Màu thứ tư là màu tím, tím khoai môn ạ. Và màu cuối cùng nó là màu vàng. Vàng này là vàng kim cương các bác nhá. Hoặc là có thể gọi là màu đổi màu. Hồ điệp đổi màu. Vì là khi mà cái bông nó vừa mới nở ra thì nó sẽ là màu xanh gốm. Mình chơi một thời gian thì nó sẽ chuyển sang cái màu vàng kim cương này nhá. Và đối với cái hồ điệp ngày hôm nay thì em có lưu ý nho nhỏ với các bác. Có nghĩa là ngồng hoa thì nó còn phụ thuộc vào cái màu hoa nữa nhá. Ở đây hôm nay thì em có một cái loại nó là cái màu xanh blue ấy ạ. Thì nó là cái loại ngồng dài như thế này nhá. Xanh blue này, nó là cái loại ngồng dài như thế này. Còn bốn cái màu kia thì nó là cái ngồng ngắn nhá. Nên là khi mà các bác nhận hàng, em cũng lưu ý luôn cho mọi người để mọi người đỡ thắc mắc nhá. Riêng có cái màu xanh blue ấy ạ thì nó là cái hàng ngồng dài. Còn bốn màu còn lại nó là hàng ngồng ngắn như thế này. Và mỗi một chậu một cốc này nó sẽ được 3 ngồng hoa nhá.